đây là bạn trai mình. Anh nhớ tiếp bạn em chu đáo nha. Tại sao bây giờ trong mắt cô chỉ toàn là tôi không vậy? Đây là thời điểm thích hợp nhất để làm đám cưới. Anh còn chưa cầu hôn em à? Chuyện gì đã xảy ra vậy anh? Yêu trước ngày cưới, 20 giờ từ ngày 10 tháng 11, độc quyền trên siêu ứng dụng giải trí VOON.